Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 61, cuộc tranh đoạt bổng nha tinh giữa các thế lực lớn đã chính thức bắt đầu và cũng chính vì vậy đã có chiến thần phải bỏ mạng vì nó. Còn La Phong, vì để tranh đoạt bảo vật, anh ấy cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy đó. Tuy vậy, thực lực của La Phong ngay cả đệ tam nguyên lão cũng phải dây chừng, bởi vậy mà anh ấy đã nhanh chóng lấy được 3 viên bổng nha tinh một cách dễ dàng. Tới cuối cùng, khi trời gần sáng, La Phong còn tìm thấy được thêm 8 viên bổng nha tinh nữa. Tuy vậy, đệ tứ Nguyên Lao Kitty cũng đã phát hiện ra số mộc nha tinh đó. Lúc này đây, cái tên cáo giả kia tỏ ra vô cùng sức sượng, hắn ta ỷ vào việc người đông thế mạnh chuẩn bị ép La Phong vào một cuộc chiến sống còn. Và không chỉ vậy, lúc này hắn ta còn khiêu khích anh ấy, nói người tân nhiệm của cửa hạm vũ quán thật chẳng ra gì. Ở bên cạnh, những tên lính tốt của hắn ta cũng cười cợt La Phong, điều này làm anh ấy hết sức tức giận. Tới cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, La Phong và đệ tử Nguyên Lão cùng một vị nữ nghị sĩ đã nổ ra. Lúc này đây, một ngọn lửa nóng cháy trên người nữ nghị sĩ kia đột nhiên bộc phát khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên một cách nhanh chóng. Sau đó, cô ta liền phát động công kích về phía La Phong. Còn La Phong nhanh chóng né đi đòn công kích kia, anh ấy cũng nhanh chóng lao về phía đối phương mà đánh. Sau đó, lần lượt đấm bay từng tên lính yếu đuối, La Phong đã cho đám người kia thấy thực lực thật sự của mình. Lúc này, cái tên đệ tử Nguyên Lão kia, sau khi quan sát một hồi, hắn ta bây giờ mới chính thức lao vào cuộc chiến. Và ngay lập tức, hắn ta cùng nữ nghị sĩ kia đã liền phối hợp tấn công La Phong. Có thể nói, trận chiến lúc này là vô cùng ác liệt, mặc dù phải một mình cân hai, thế nhưng La Phong vẫn có thể đứng vững. Và rất nhanh, anh ấy cũng đã đợi được viện trợ tới. Tuy vậy, Yêu Nhiêu sau khi vừa tới, cô ấy cũng đã chịu phải sự công kích rất ác liệt. Lúc này, trận chiến có thể nó đã làm kinh động đến tất cả những thế lực lớn. Và rất nhanh, cái tên đệ tam Nguyên Lão cũng đã có mặt. Và ngay khi hắn ta đi tới, sau một hồi trao đổi cùng đệ tử Nguyên Lão, bọn họ đã quyết định bắt tay cùng nhau để tiêu diệt La Phong. Bởi vậy, La Phong bây giờ đã phải hứng chịu công kích từ phía ba người. Tới cuối cùng, La Phong sau một thời gian chịu sự vây công tới từ ba người kia, thân thể anh ấy đã bị băng tuyết của đệ tam Nguyên Lão giam giữ. Mặc dù vô cùng phẫn nộ, thế nhưng anh ấy vẫn không thể làm gì. Tuy vậy, trong khi ở bên trong lớp băng kia, La Phong lúc này lại vô tình cảm nhận được dã thú đang ở rất gần mình. Và quả nhiên, anh ấy không có sai, rất nhanh, dã thú đã tới. Ngay lập tức, anh ta liền tấn công về phía đệ tam Nguyên Lão. Nhân cơ hội đó, La Phong cũng nhanh chóng thoát ra. Lúc này, một cuộc hỗn chiến giữa tất cả các phe là hết sức ác liệt, thế nhưng Phước Quán Cực Hạn lại vẫn đang chiếm được lợi thế lớn. Và cũng trong lúc cuộc hỗn chiến diễn ra gay cấn, Hồng sau khi nhận được tin báo về 8 viên mộc nha tinh cũng ngay lập tức đi tới. Và ngay khi Hồng xuất hiện, không gian chung quanh liền bị chấn động mạnh, một thân ảnh bóng đen xuất hiện trong đám cường giả cấp hành tinh đang hỗn chiến. Lúc này, thời gian như chậm lại, trong nháy mắt, một quả cầu khổng lồ với kích thước to lớn đã lan ra toàn bộ nơi này. Ở phía dưới, tất cả mọi người đều không có ý niệm phản kháng, ở trong lĩnh vực của Hồng, muốn thoát ra khỏi là điều rất khó. Giờ đây, tất cả đã đình chỉ chiến đấu, điều này cũng bởi chẳng ai muốn tranh đoạt với ông ấy. Và ngay khi Hồng xuất hiện, thân vệ của ông cũng ngay lập tức bẩm báo những chuyện vừa xảy ra cho ông ấy nghe. Theo như lời của họ, công lao lần này lớn nhất chính là của La Phong, một mình chế trụ và cầm chân đệ tam cùng đệ tứ Nguyên Lão, tạo tiền đề để mọi người kịp thời đến và tiến hành tranh đoạt. Có thể nói, trong lần tìm thấy 8 viên mộc nha tinh này, ở phe cực hạm vụ quán là viên có lợi nhất khi lấy được 4 viên mộc nha tinh. Còn phe Hoa Kỳ và phe Âu Mỹ, bọn họ tìm được 1 viên, riêng phe Liên minh HR, bọn họ lấy được 2 viên, còn phe Ấn Độ, bọn họ chẳng được hạt nào. Tuy vậy, cuộc chiến tranh giành lúc này vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, mọi người lại tiếp tục đi tìm kiếm mộc nha tinh ở xung quanh nơi này. Còn Hồng, sau khi đám người kia rời đi, ông ấy cũng liền dặn dò La Phong cùng những thân vệ của mình trước khi bước vào cuộc chiến tiếp theo. Đến đây thì hết tập 62 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.